Đầu tiên thầy sẽ đưa cho các em cái công thức khai triển nhận thức Newton, và thầy sẽ phân tích từ cái công thức đó để giúp các em nhớ một cách nhanh nhất. Vậy chúng ta có đây, công thức khai triển nhận thức Newton. Đầu tiên đề bài chúng ta có với mọi n là số tự nhiên. Các em chú ý ở đây n bắt buộc phải là số tự nhiên. Và với mọi cặp số AB ta có công thức khai triển A cộng B tất cả mũ n sẽ bằng này tổng sigma k chạy từ 0 cho đến n. Bắt buộc là phải chạy từ 0. Chạy từ 0 cho đến n. Ở đây xuất hiện công thức tổ hợp CK của n nhân với A mũ n trừ k và nhân với B mũ k. Công thức này thì hơi khó hình dung một chút, hơi khó tưởng tượng một chút. Các em cố gắng nhớ cho thầy nha. Không nhớ công thức này, vậy chúng ta sẽ nhớ cái dạng khai triển của nó. Chúng ta sẽ có dạng khai triển đây. Bằng này. Bây giờ xét với k bằng 0 nha. K bằng 0 chúng ta thay vào. K bằng 0 thì ở đây sẽ là C0 của n. Đúng chưa? Nhân với A mũ n và nhân với B mũ 0 chính bằng 1. Thay k bằng 0 xong, đặt dấu cộng. Tiếp theo thay k bằng 1. K 1 sẽ là gì? A mũ n trừ đi 1 nhân với B mũ 1 và nhân với C1 của n. Đúng chưa các em? Tiếp tục, hết k bằng 1, dấu cộng tiếp, thay k bằng 2. Thay k bằng 2 ra kết quả đây. Và cuối cùng cho đến khi mà thay k bằng n cộng chấm 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 cộng với k bằng n thì a mũ n trừ n sẽ thành a mũ 0. A mũ 0 là bằng 1 nhân với b mũ n. Đó, nhân với cn của n. Đó là công thức khai triển. Em viết xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cùng nhìn vào đây nhá. Chúng ta nhìn vào công thức khai triển này. Làm thế nào để chúng ta nhớ nhanh nhất? Thì ở đây chúng ta đặt hai cái biểu thức nhá, hai cặp số AB này. A và B thì đặt đó là 1 2. Thì 1 đứng trước thì 1 sẽ là mang cái mũ lớn nhất trước. Được chưa? Mang mũ n trước. Sau đó cứ giảm giảm dần. A mũ n trừ 1, A mũ n trừ 2, A mũ n trừ 3 và đến đây là A mũ 0. Còn 2, 2 thì bắt đầu xuất phát từ 0, B mũ 0, sau đó tăng lên.